Năm dân vận chính quyền 2018 sẽ lấy sự đồng thuận của người dân làm hiệu quả công tác. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc của đoàn công tác Trung ương kiểm tra năm dân vận chính quyền 2018 với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương. Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương cho biết, thực hiện công tác dân vận năm 2018, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ đã quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ, sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, bố trí ban cán bộ phù hợp với năng lực và yêu cầu đổi mới, cải tiến cách thức làm việc. Đặc biệt, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trương Thị Mai đã biểu dương những nỗ lực của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương trong năm 2018, đồng thời đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc trong tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công chức vì tương lai tốt hơn cho đất nước, cho ngành, tăng cường tiếp dân, giải quyết đơn thư, đối thoại chính sách để đảm bảo chính sách được thực thi.